Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân công bố trang phục cưới, ngày về chung nhà không còn xa. Trong các tập cuối của phim Giữ Phượng Hành, nhờ tài năng bản thân và sự hỗ trợ của thần nữ U Lan nên Bích Thương Vương, Lâm Canh Tân đã thoát khỏi thiên ngoại thiên để giải cứu chúng sinh. Qua những lần kề vai sát cánh chiến đấu để bảo vệ tam giới, dần dần Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh càng thấu hiểu tâm tư và tình cảm của thần quân. Để có thể bảo vệ an toàn cho tam giới, Hành chỉ đã lựa chọn hy sinh bản thân. Theo lẽ thường, thần thượng cổ sau khi quy tiên đều dùng tam muội chân hỏa để thiêu. Tuy nhiên Thẩm Ly vì quá đau khổ nên tìm mọi cách ngăn cản, mong Hành chỉ được tự do thân xác lúc cuối đời. Đây cũng là quyết định đúng đắn giúp người nàng yêu có cơ hội tái sinh. Hai người sống cuộc đời yên bình nơi trần gian, bù đắp lại những tháng ngày qua. Như vậy, phim Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chọn cái kết có hậu, không kết mờ. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại tỏ ra không vừa ý với kết cục này bởi phim khép lại mà không có cảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mặc hỷ phục trong đám cưới như dân tình vẫn mong chờ. Để thỏa lòng mong đợi, fan phim đã tự phác thảo hai mẫu thiết kế hỷ phục đỏ cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Mặc dù chỉ là bản phác thảo sơ bộ nhưng có thể thấy sự lộng lẫy và cầu kỳ trong hai mẫu hỷ phục dành riêng cho cặp đôi Giữ Phượng Hành. Người hâm mộ hiện cũng đang mong đợi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ có dịp tái hợp và thể hiện bộ hỷ phục này trong tương lai gần. Triệu Lệ Dĩnh không tham gia tiệc mừng công Giữ Phượng Hành. Bộ phim truyền hình Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khép lại thành công mỹ mãn bằng loạt thành tích ấn tượng. Việc phim tạo được tiếng vang lớn không chỉ giúp củng cố danh tiếng cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, mà dàn diễn viên phụ tham gia cũng hưởng ké không ít lời, đặc biệt là Tân Vân Lai, Hà Dữ hay Hoàng Nghệ. Để chúc mừng phim phát sóng thành công, nhà sản xuất quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi, thu hút chú ý lớn của netizen. Thông thường, trong những sự kiện như này sẽ không thể vắng bóng nhân vật chính, nhưng theo một số nguồn tin, các diễn viên tham gia chỉ có Lâm Canh Tân, Tân Vân Lai, Hà Dữ và nữ phụ vương Y Giao, còn Triệu Lệ Dĩnh khả năng cao sẽ vắng mặt. Suy đoán nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh không tham gia bữa tiệc, có người cho rằng có liên quan tới xì căng đàn yêu đương của Lâm Canh Tân. Cũng có ý kiến cho biết do Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã nhập đoàn phim tại nhân gian, lịch trình quay dày đặc, nên khó sắp xếp được thời gian đến tiệc mừng công. Cư dân mạng đang rất để tâm đến mối quan hệ hiện tại giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Ngay trước thềm đại kết cục Giữ Phượng Hành, nam diễn viên bất ngờ bị khui tin hẹn hò với đàn em kém gần một giáp, khiến các fan couple được fan trở tay không kịp, thuyền chưa ra khơi đã chìm. Đáng nói, trước khi tin tức Lâm Canh Tân có bạn gái nổ ra, anh là người nhiệt tình chủ động, xào couple với Triệu Lệ Dĩnh nhất, khiến cư dân mạng càng thêm lầm tưởng anh có ý với mỹ nhân họ Triệu. Sau khi Giữ Phượng Hành khép lại cuộc hành trình, Lâm Canh Tân lại khách sáo gọi Triệu Lệ Dĩnh là Triệu Lão Sư, thể hiện rõ sự xa cách, khác hẳn lúc trước. Còn về phần Triệu Lệ Dĩnh, cô vẫn gửi lời cảm ơn tới nam diễn viên cùng ekip Giữ Phượng Hành như bình thường, cũng không có thái độ nào khác lạ.